Bị chấn động não vì bổ dưa hấu bằng đầu. Cô gái muốn dùng đầu làm vỡ quả dưa hấu trước mặt bạn bè, nhưng kết quả là dưa vẫn còn nguyên vẹn, còn cô bị choáng. Một cô gái ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phải nhập viện vì chấn động não sau khi cố gắng đập vỡ một quả dưa hấu bằng đầu. Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi nhóm bạn đang đùa giỡn với nhau. Một người trong nhóm tuyên bố mình có thể cắt dưa hấu không cần dao, sau đó đã dễ dàng bổ đôi quả dưa bằng tay không. Không muốn thua kém bạn bè, cô gái quyết định biểu diễn một màn táo bạo hơn. Cô đặt quả dưa hấu lên bàn và cố gắng bổ nó bằng đầu. Kết quả là quả dưa hấu vẫn còn nguyên sau hai lần bị đập vào đầu. Trong khi cô gái ấy cảm thấy choáng váng, cảm thấy không khỏe, đầu rất đau, cô gái nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra và bị chẩn đoán là chấn động não nhẹ. Các bác sĩ cảnh báo hành động của cô gái rất nguy hiểm, vỏ dưa hấu cứng, nếu dùng đầu đập có thể tạo ra lực lớn, dễ dẫn đến chấn động não gây tổn thương phần đầu nghiêm trọng hơn.